Xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Đây là cái giống dừa sim xanh mà mình thường hay chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay sẵn có đốn dừa bán thì mình chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn cùng xem và tham khảo luôn nha. Thì cái giá dừa hôm nay thì hồi đó mình sẽ nhờ cái lái dừa chia sẻ đến cô chú, anh chị gần xa cùng biết ha. Sáng giờ thì đốn được nhiêu rồi nè cả nhà. Giờ thì mình sẽ đi dài ra vườn coi ở ngoài vườn đốn được nhiêu nữa này ha. Trời, cái ngoài vườn này tới hai người khiêng luôn hả? Này là dừa ta hả chú? Dừa ta chị. Biết thì còn bánh. Anh biết cái trong vườn này kia anh chắc nói chút. Dạ vậy. em phải làm thế cái xe chứ. Vô mày. Nghiêng cái xe lại. Nghiêng cái xe xuống. Riêng cái xe theo xuống rồi thử lên hả? Ủa cây này đốn bộ hai bộ ngay. Tại vừa ta mà ha. Quăng quay không quậy đó mày. Chút lạnh được không hả? Bộ nó đây. Cái tôi nổi á. Bồn lên luôn. Dài dài trong này đốn dừa rồi mà chưa có đẩy nè cả nhà. Để mình vô mình quay cho cả nhà cùng xem cho vui ha. Cái lưới dừa này là hơn một tháng rồi nên cây được hai hoài nè cả nhà. Lứa dừa này là một tháng 10 ngày rồi. Thì hiện tại đốn được hai hoài hết gì này ha. Thường mình quay thì mấy cái hoài dừa này nè, nó ở trên cao á, nên cả nhà xem cũng không có rõ ha. Thì hôm nay sẵn đốn dừa xuống vậy nè, nên mình quay chia sẻ đến cả nhà cùng xem luôn. Thì cái trái dừa đốn xuống là nó gì nữa ha cả nhà. Dừa này thì cái giống dừa nó bầu chứ không có phải trái dài ha. Trái dừa này nó bầu gì nè. Dừa này thì nước nó ngọt mà cái vỏ nó mỏng á, nhưng mà đặc biệt là cái gáo của nó cứng á cả nhà, nên đi xa được, nên lái cũng chuộng cái giống dừa này lắm ha. Dài dài bên đó nó cũng đốn rồi đó cả nhà, nhưng mà chưa có đẩy hết ha. Bởi vì dân đốn nhiều hơn dân đẩy. Hai người leo. Dừa cao dữ người ta cao luôn dừa. Cây đó thì hơi cao, cây này thấp nè. Ôi, xả xuống luôn hả? Đốn dừa kiểu Úc. Mấy cây thấp thì chứ nó chưa có sai ha. Cao thì nó sai hơn. Có thịt rồi. Đây đây. Có thịt chưa quá? Có thịt đây. Có mấy người khâu me nó hỏi vừa có cái nó biết là có thịt nó biết. Cái là gì nó biết cái là gì chứ. Gì đó hả? Trên thành phố mà nói cái nó cũng gần á, nó nói cơm. Còn dưới người khâu me thì thịt. Biết sao không? Mỗi vùng miền ta có cái từ riêng. Nó kêu cơm dừa không à? Còn chị thấy xuống dưới chị thấy ba dừa khô ha, chị nói là dừa khô không biết đâu, nó dừa chín á là nó mới biết là dừa khô thôi.
Còn nói gì cao, nói gì khô, cái từ khô này khô này sao? Bởi vậy một cái vùng miền người ta có cái từ riêng. Vừa nạo còn dưới đó cái vừa tươi. Tươi là vừa tươi là vừa mình vừa nạo mình đó. Thì tươi á. Mà theo như chị thấy cơm dừa là đúng á. Dạ. Nó tỉnh thành phố nó kêu đi không. Ừ, nó cái dừa là nên là đầu tiên có biết gì đâu. Chết hoặc là cũng có chờ vào đây đi dây không? Đợi hồi đó tiền ra nói chuyện vui lắm nè. Đây là cái chú lá dừa nè nha cả nhà. Như hôm rồi các bạn có hỏi bữa nay là giá mấy dây điện dừa sim xanh này nè, chia sẻ giùm chị coi. Em mua trong vườn vô rồi vô còn 55.000 là sụt rồi. Bữa nay là bà chủ chắc mua chỉ 60 được, vừa đẹp hơn thua dừa nữa. Ăn thua dừa với đường xa gần nữa ha. Với dừa xa nó đẹp thì nó giá cao hơn chút. Đây là cái chú lá dừa này chia sẻ cái giá dừa hôm nay đến cô chú anh chị cùng tham khảo ha. Như cái tháng rồi thì tháng nắng thì giá nó còn cao, thì bây giờ mưa cũng nhiều rồi nên giá thì cái chú lái cũng vừa chia sẻ đến cô chú anh chị cùng tham khảo ha. Rồi bây giờ để đây cho anh em đốn đi, mình đi vô tí xíu khi nào rồi mình quay chia sẻ tiếp đến cô chú anh chị cùng xem nha. Rồi ông đưa tiền cho bà nữa hả? Ông đưa tiền cho bà xài nữa hả? Ai? Chí gùi. Trời. Nếu ông cầu ổng nó chạy thì tiền đưa tiền cho bà xài nữa. Coi bả cưng ổng kèo mua lần cho nhiều rượu uống á. Này rượu này rượu ngọn. Giờ ông hậu nó có bán lắm mà đâu có mua ít đâu. Ông uống lần bữa có vài cốc vài cốc rồi mua lần nhiêu đó. Bây giờ anh uống lâu lắm. Ông uống chịu mà. Ông uống bữa vài cốc rồi đâu có cho uống nhiều đâu, uống nhiều trà cho ăn tương. Dạ. Bây giờ là. Dậy đi. Dạ. Nên cho khỏe. Mình đẩy nhiêu là được nửa giường vậy chú? Nửa giường đó chị. Như đây mình quặng qua đây rồi. Sáng giờ thì mọi người cũng đốn được nhiêu rồi nè cả nhà. Giá này cũng chưa rồi nên mọi người đi về nhà nghỉ ăn cơm. Nhà của mấy chú đốn dừa cũng ở gần đây ha. Thì tí xíu nữa thì mọi người lại đốn dừa, thì khi nào đốn xong thì mình sẽ quay thêm để chia sẻ đến cô chú anh chị cùng xem ha. Thì clip ở đây cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những clip tiếp theo nữa nha. Quá trời mưa rồi cả nhà ơi, đương đốn dừa mà mưa. Vậy vô nhà nghỉ rồi đợi cho tạnh mưa vô tiếp. Đốn dừa mưa tầm tã luôn. Quá trời luôn ha. Quá trời đấy.